câu hỏi là Fed đã đến cái mức lãi suất cần thiết hay chưa hay là còn sẽ tăng nữa thì đối với lại Paul Tudor Jones đây là một trong những tỷ phú đầu tư mà cũng rất yêu thích BTC Nhiều bạn cũng đã quen thuộc với cái tên này rồi thì Paul Tudor Jones là một trong những cái hedge fund manager đã nhiều năm và mỗi lần ông ta nói thì nhiều người uh, lắng nghe xem coi quan điểm ông ta như thế nào thì đối với lại Paul Tudor Jones đó, thì ông ta nói là Fed đã xong rồi đây có nghĩa là lần cuối cùng là Fed tăng lãi suất đó chính là cái tháng này tháng sau sẽ không tăng nữa và thậm chí nếu như nhìn vào chỉ số CPI giảm liên tục 12 tháng đó thì đối với Paul Tudor Jones đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có chỉ số CPI giảm như vậy thậm chí Fed có thể tuyên bố đã chiến thắng lạm phát rất rõ ràng là lạm phát đang trên con đường đi trở về cái số 2% không phải ngay lập tức nhưng mà đang trên con đường đi về xu hướng đó và đối là Paul Tudor Jones thì người ta nghĩ là giá của cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trưởng chứ không có phải như là nhiều cái sự suy nghĩ bây giờ là cổ phiếu sẽ tiếp tục đâm và năm nay đầu năm rất là tệ Paul Tudor Jones nghĩ ngược lại nói là cổ phiếu sẽ kết thúc năm nay ở mức giá tốt hơn là khởi đầu cũng không có nghĩa là cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh cổ phiếu có thể là tăng từ 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 nhưng mà ông ta không nghĩ là chúng ta sẽ có một cái đợt đâm cổ phiếu đó là cái suy nghĩ của Paul Tudor Jones thì câu hỏi kế tiếp liên quan tới Bitcoin thì ông ta nghĩ như thế nào tại vì Paul Tudor Jones đã lên trên đài CNBC năm 2020 là một người mà rất là bullish về BTC và lúc đó đương nhiên giá của BTC rất là thấp các bạn bây giờ vẫn cao hơn nhiều so với cái mức của năm 2020 thì ngay thời điểm bây giờ giá của BTC khoảng 27.000 đô đó, thì Andrew Sorkin cái người ở bên tay trái này người chương trình của CNBC đã hỏi paul jones ngay thời điểm này ông ta nghĩ sao về btc thì uh, các bạn sẽ thấy được là paul jones nói là tại vì ông ta tin tưởng btc là tài sản lưu trữ giá trị tin tưởng BTC giống như là một vàng điện tử gì đó Cho nên khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu có sự tăng giá như là chúng ta nghĩ từ đến cuối năm Thì BTC có thể là sẽ không có phải là con ngựa chạy nhanh nhất đâu Về cái này đó, thì quan điểm của Paul D. Jones cũng khác nhiều người trong trường crypto này Nhiều người đó thì tin là khi mà lãi suất không tăng nữa Và sau này khi lãi suất giảm đó Khi ngày đó đến khi mà tiền tệ được thả lỏng nữa Tiền đã được in ra Thì BTC lại sẽ là con ngựa chạy nhanh nhất BDC lại sẽ là tài sản mà đáng đầu tư nhất nhưng mà Paul Tudor Jones thì lại không nghĩ như vậy. Paul Jones nghĩ là BDC là một cái loại tài sản đầu tư như thường chia sẻ là dài hạn, đa dạng hóa chứ cũng không có phải là một tài sản mà khi mà Fed giảm lãi suất sẽ tăng trưởng mạnh. Đó là suy nghĩ của Paul Tudor Jones. Thì câu hỏi bây giờ là ở mức giá này Paul Tudor Jones có tin tưởng hay là tiếp tục thu mua hay là không? Thì chúng ta hãy xem coi là ông ta trả lời như thế nào. Uh, so what's the You're still on the horse, though. I, I, from the beginning, I've always said I want to have a small allocation to it because it's a great tail event. It's the only thing that humans can't adjust the supply in, so I, I'm sticking with it. Paul Tudor vẫn tin tưởng như làm ta vừa chia sẻ đây là cái loại tài sản duy nhất mà không ai có thể in ra được, cho nên ông ta vẫn tin tưởng và vẫn lưu trữ như là một loại tài sản đa dạng hóa như là đầu tư. I'm gonna always stick with it as just a small diversification in my portfolio. What do I think right now? I, I liked it last December. I still think I, I mean- Would you buy more right now? Would I buy more? I, I would probably, I'm kind of, I look at it in gold and I think they've done so well recently because of the fact that we have had these great risk premiums. I wonder, I wonder I wonder whether they may not be boring in the future. Right. So Bitcoin has a real problem because in the United States, you have the entire regulatory apparatus against it. So it's just kind of yesterday's right. news. And if inflation's truly done a bit, if, it's, if, right. that, if that story's been played, then you have to wonder: we were buying gold and Bitcoin for the inflation hedges. That game may be over. I would have. I would. in 6 months ago before ai before the possible productivity boost that we'll get right. for it i would have saw said a completely different story Nói chung là thì các bạn đã nghe Porter Jones nói là giống như là vàng vàng với lời BTC đối với ông ta đó là những cái loại tài sản mà tăng giá tại vì mọi người lo lắng về lạm phát. Nếu như mà lạm phát để được quản lý như là ông ta tin Điều đó đã xảy ra Thì vàng và BTC Có thể là sẽ rất là nhàm chán Trong một thời gian tới đây Cho nên ông ta không trả lời Là mua hay là không mua Nếu như mà mức giá như thế này Nhưng mà trả lời gì Thì chúng ta cũng đủ hiểu rồi Có nghĩa là BTC ông ta hiện có Thì sẽ mãi mãi lưu trữ Nhưng mà đó chỉ là một phần nhỏ Trong danh đầu tư của ông ta mà thôi Đó là quan điểm của Paul Tudor Jones. Thêm vào đó đó thì Paul Tudor Jones nói là BTC à, bây giờ cũng à, đang đối đầu với nhiều cái à, pháp lý không mà rõ ràng. Nhưng mà thật ra đó cũng không đúng đâu các bạn. BTC Thật ra không có bất cứ một đơn vị nào nghi ngờ về BTC có phải là chứng khoán hay là có phải là hàng hóa hay không BTC vẫn tiếp tục là BTC như bây giờ mà thôi những như chúng ta nghe nói tới về pháp lý đó chỉ là nói tới liên quan tới Allcoin chứ không phải là BTC nhưng mà đó là quan điểm của Paul Tudor Jones các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới nhưng mà chúng ta nhìn vào cái sự phân phối hợp đồng tương lai hiện bây giờ trên CME đó chúng ta đã thấy được là phần lớn đồng ý với quan điểm của Paul Tudor Jones là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất trong cái cuộc họp kế tiếp này đó chính là ngày 14 tháng 6 các bạn đó chính là lần công bố kế tiếp 77.5% nghĩa là Fed sẽ giữ nguyên ở mức là 5 cho đến 5.25% chúng ta vẫn có một phần cũng không phải là nhỏ đó các bạn 22.5% nghĩa là Fed sẽ tăng thêm 0.25% nữa và đó là cái đợt tăng cuối cùng tại vì chúng ta nhìn vào tháng 7 đó thì phần lớn vẫn đứng yên ở cái chỗ là 5 tới 5.25, một phần nhỏ hơn ở mức 5.25 tới 5.5, có nghĩa là khả năng là lần này sẽ ngưng tăng lãi suất cho cái cuộc họp tháng 6 trong vòng 28 ngày nữa. Tuy là chúng ta nhìn vào chỉ số CPI mới đây như thường chia sẻ với các bạn, cái phần trăm lạm phát tuy nó không có phải như là tốt như những đợt trước đó nhưng mà cái phần trăm CPI đó nó cũng không phải là tệ. Nói chung đó, thì cái mà các bạn nên hiểu là Fed không phải quan tâm đến là hàng hóa mắc hay là rẻ không phải quan tâm đến bất cứ cái gì khác ngoại trừ việc là tốc độ tăng của những mặt hàng nhanh hay là chậm đó là điều mà fed quan tâm nhiều nhất hiện bây giờ có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta nhìn vào những hàng hóa nó như thường thường lấy một ví dụ liên quan tới các bạn mua của hoàng đế thì chúng ta đã biết là hàng hóa bây giờ so với hai năm trước đó giá cả đã cao hơn rất nhiều rồi chúng ta nhìn vào những hàng hóa thường ngày thức ăn thức uống chúng ta nói tới độ xăng chúng ta nói tới bất cứ những cái gì mà các bạn sử dụng hàng ngày đó đều tăng giá hết không có lý do gì chúng ta nghĩ là giá nó sẽ giảm cho xuống các bạn cái đó không phải là cái mà fed quan tâm đến fed không quan tâm đến là hàng hóa mắc hay rẻ mà fed quan tâm đến là những hàng hóa đó đó tốc độ tăng trưởng trong những tháng tới đây ra sao đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta có chỉ số CPI là thường thường dùng thời gian để mà chia sẻ với các bạn là những mặt hàng đó so với tháng trước tăng như thế nào tại vì đó là cái mà, mà Fed quan tâm hơn chúng ta nên hiểu khi mà Fed nói là Fed muốn giữ phần trăm lạm phát 2% không có nghĩa là Fed nói sẽ trả giá cả về cách đây 2 năm Mà cái mà Fed nói đó là chỉ cần 12 tháng sau Bất cứ cái vật đó bây giờ bao nhiêu 12 tháng sau nếu như vật đó vẫn tăng giá Nhưng mà tăng trong phạm vi cho phép 2% Thì coi như là Fed đã chiến thắng làm phát đó là cái cách suy nghĩ của Fed các bạn cho nên đối với lại Paul Tudor Jones thì trên căn bản Fed cũng đã đạt được cái điều đó rồi không lý do gì tiếp tục tăng lãi suất nữa nhất là trong cái tình trạng bất ổn hiện bây giờ. Và điều mà quan trọng hơn đó là cho dù các bạn nghĩ là ai đúng, ai sai, các bạn nghĩ là bên nào mới là cái bên cuối cùng nói đúng về cái việc là Fed có tiếp tục tăng lãi suất hay là không. Điều mà quan trọng hơn hết đó là khi mà chúng ta quá chú tâm vào những thông tin và chúng ta quá chú tâm về những cái sự kiện hàng tuần, hàng ngày chúng ta sẽ bỏ quên đi cái bức tranh lớn hơn các bạn và đó là điều mà Thuận muốn cố gắng chia sẻ với các bạn thường xuyên thông cũng đã làm một video gần đây liên quan đến tại sao các bạn cần phải nên đầu tư tại vì chỉ có cách đó mà thôi các bạn mới có thể có được cái tiến triển về tài chính trong thế giới này các bạn tại vì các bạn sẽ thấy được là lạm phát cứ tăng cao, vật giá cứ leo thang những gì các bạn muốn mua đó tăng nhanh hơn là các bạn có thể để dành cho nên điều duy nhất các bạn có thể làm đó chính là đầu tư và thường không nói riêng là đầu tư về crypto hay là chứng khoán hay là bất cứ mảng nào các bạn cần phải đầu tư các bạn cần phải nắm được tài sản chứ nếu không đó các bạn sẽ khó có thể có cái sự tiến triển như các bạn mong muốn nếu như các bạn thực sự là muốn tiến xa hơn trong tài chính các bạn muốn có được nhiều tiền hơn các bạn muốn có những thứ các bạn có thì các bạn cần phải hiểu được đầu tư và rất khó để mà các bạn đầu tư chú tâm và giữ vững lòng tin khi mà chúng ta cứ liên tục nghe những thông tin như thế này cái mà thùng muốn nói với các bạn đó là cho dù không có những thông tin liên quan tới lạm phát, phải tăng lãi suất, liên quan tới nợ trần, liên quan đến nền kinh tế chậm lại, cho dù ta không có những thông tin đó cũng sẽ có những thông tin khác mà thôi các bạn có để ý là phần lớn thông tin đều là những thông tin tiêu cực khiến cho các bạn không có lòng tin vào đầu tư dài hạn và đó là chúng ta thấy thường xuyên các bạn thông tin rất là quan trọng chúng ta cần phải nắm được thông tin ở đây chúng ta thâu chuỗi những thông tin đó lại để có thể đưa ra những quyết định đầu tư như thế nào nhưng mà chúng ta cần phải có cái cách nhìn dài hạn hơn nếu không đó các bạn sẽ bỏ lỡ đi nhiều cơ hội để thông chia sẻ để các bạn có được một cách nhìn tổng quát hơn các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là một cái biểu đồ từ năm 1990 cho đến thời điểm là cuối năm ngoái và cái biểu đồ này đại diện cho tài sản ở Hoa Kỳ ai nắm giữ thì khi mà các bạn nhìn vào những cái màu đó trên màn hình thì chúng ta nhìn thấy được là cái màu xanh mà hình tròn đậm nhất đó chính là cái số lượng người giàu có nhất của Hoa Kỳ xếp hạng thứ 0.1% chúng ta nhìn thấy được là kế tiếp đó chúng ta có cái số lượng người giàu có trong top 1 của Hoa Kỳ đây chính là cái hình ngay phía dưới cái vòng tròn màu đỏ phần này các bạn. kế đó chúng ta có cái số lượng người xếp hạng từ 90 đến 99% của Hoa Kỳ, có nghĩa là thấp 10%. Rồi chúng ta được là bên dưới này đó là những người xếp hạng từ 50 đến 90% giàu có Hoa Kỳ và cuối cùng là màu vàng. Thì đi Hoàng giải thích, giải hơn cho bạn thấy được là tổng cái số tài sản của Hoa Kỳ tính cho đến cuối năm ngoái, năm 2022 đó là 139.817 nghìn tỷ. Các bạn có biết là trong con số đó đó 0.1 1 đã lưu trữ 17.6 nghìn tỷ rồi để các bạn có thể thấy được cái sự quan trọng của con số này thế nào để chúng ta lấy 17.6 nghìn tỷ chia cho tổng số tài sản tính từ cuối năm ngoái là 139.87 nghìn tỷ thì các bạn được là 0.1% của người giàu có như câu Hoa Kỳ đã nắm 12.5% của tất cả tài sản rồi nếu như chúng ta tính luôn cái số lượng phần trăm của những người mà nằm trong top 1% đi thì các bạn nghĩ là kết quả sẽ ra sao? Ta lấy 17.6 nghìn tỷ này cộng thêm 25.85 nghìn tỷ thì các bạn có biết là top 1% của người giàu có như công Hoa Kỳ đã nắm trọn 31% tài sản rồi. Nếu các bạn tính trong cái thấp 10% thì sao các bạn? Thấp 10% của Hoa Kỳ giàu có nhất đó, lưu trữ bao nhiêu tài sản? Chúng ta cộng thêm 51.95 nghìn tỷ các bạn sẽ thấy được là cái thấp 10% giàu có nhất của Hoa Kỳ đang nắm giữ 68% của tất cả tài sản rồi. Và khi mà thường zoom ra đó các bạn có để ý là những cái số lượng người mà lưu trữ ít tài sản hơn. Giống như các bạn thấy được là cái phạm vi là từ 50% đến 90% của người giàu có của Hoa Kỳ. Và chúng ta nhìn thấy được là cái 50% nghèo nhất của Hoa Kỳ. Có thể hiểu đơn giản là như vậy, đó chính là màu vàng bên dưới. Thì chúng ta thấy được là theo thời gian đó cái màu nào có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất các bạn đó chính là Thấp 10%, thấp 1%, thấp 0.1% Rất rõ ràng là chúng ta thấy được là qua một thời kỳ thì chúng ta lại thấy được là cái đường này là tăng rất là nhanh so với lại màu vàng và màu xanh dương như các bạn nhìn thấy đó Thì cũng tăng nhưng mà không có tăng nhanh bằng Có nghĩa là những tài sản mới thì đều vào tay của những người giàu, người giàu lại càng giàu hơn Tại sao mà tài sản họ lại có thể tăng nhanh như vậy các bạn? Tại vì họ lưu trữ tài sản tài sản tăng giá dẫn đến là tổng tài sản của họ lại tiếp tục lớn hơn và lớn hơn và chúng ta nên hiểu đó là từ năm 1990 cho tới bây giờ chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là những cái đợt khủng hoảng tài chính các bạn các bạn thấy được đây là cái biểu đồ liên quan tới lãi suất của Fed và những cái mà thanh màu xám các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chính là những đợt khủng hoảng tài chính thì chúng ta thấy được điều gì mỗi lần mà có thanh màu xám này xuất hiện từ năm 1990 tới bây giờ đó thì các bạn thấy cái đường màu xanh dư này là hướng nào giảm các bạn màu xám xuất hiện giảm các bạn như là mỗi lần mà có suy thoái tài chính Fed giảm lãi suất suy thoái tài chính Fed giảm lãi suất suy thoái tài chính năm 2008 Fed giảm lãi suất và chúng ta được là dịch bệnh đã xảy ra năm 2020 Fed tâm gì các bạn giảm lãi suất và mỗi lần như vậy chúng ta đã thấy được là tiền được nới lỏng và chúng ta lại thêm một điều đó chính là tài sản của những người giàu có lại tăng lên tại vì họ lưu trữ bất động sản họ lưu trữ cổ phiếu họ lưu trữ những tài sản mà nó được cái sự tăng giá bởi vì tiền in ra quá nhiều những người mà không lưu trữ nhiều tài sản các bạn thì rất đáng tiếc là họ không có sự tăng trưởng như vậy cho nên điều mà chúng ta nên hiểu ở đây đó là các bạn cần phải chú tâm tích lũy tài sản dài hạn và Thuận Quân Đình từng chia sẻ bài viết này với các bạn hồi tháng 1 của năm nay. Từ khi dịch bệnh xảy ra tới bây giờ chúng ta đã biết là thế giới đã có rất là nhiều tài sản tăng giá. Bất động sản cũng tăng chứng khoán so với 2 năm trước cũng có sự tăng trưởng. BDC cũng tăng các bạn. Nhưng mà các bạn có biết là cái số lượng tăng trưởng tài sản đó đã vào tay của ai hay không? Một phần trăm của người giàu nhất đã chiếm 2 phần 3 của tất cả tài sản đó rồi thì cái mà chúng ta nên hiểu đây đó là chúng ta có thể xem những cái thông tin hàng ngày theo dõi những cái drama các bạn có thể tranh cãi là ai đúng ai sai nhưng mà thật ra tới cuối cùng đó, thì người chiến thắng đó chính là người có tài sản các bạn chúng ta chú tâm nhìn vào những cái mà nó đơn giản hơn một ngày nào đó trong thời gian tới đây không biết ngày nào có thể là Fed dự lãi suất, có thể là Fed tăng lãi suất trong cuộc họp kế tiếp, nhưng mà sẽ đến một thời điểm nào đó trong thời gian tới đây Fed sẽ phải giảm lãi suất và khi mà phải giảm lãi suất thì tùy theo tình hình kinh tế có thể lúc đó chúng ta đã đi vào suy thoái rồi thì chúng ta có thể thấy được là một số loại tài sản giá có thể đi xuống nhưng mà không quan trọng các bạn điều quan trọng là sau đó những tài sản lại tăng giá khi mà fed giảm lãi suất tiền lại được in ra đã được bơm vào trong thị trường rồi chúng ta đưa ra những tài sản lại tăng giá và những người mà lưu trữ tài sản đó chính là những người mà sẽ hưởng được lợi chứ không phải những người mà lo sợ không biết là trong tháng tới à, cổ phiếu sẽ tăng hay là giảm không biết là từ đến cuối năm cổ phiếu tăng hay là giảm chúng ta cần phải có cái nhìn dài hạn hơn tích cực tích lũy tài sản dài hạn nếu như mạnh rộn đội thì có thể kiếm thêm việc làm có thể là cắt giảm những cái chi tiêu không cần thiết có thể là tiết kiệm nếu như mà đó là điều các bạn muốn, nếu như các bạn thật sự là muốn có tài sản nhiều hơn sau này thì đó là cái mà các bạn cần phải làm. Chứ còn nếu các bạn không quan tâm thì các bạn cũng không cần phải làm gì hết, các bạn cứ tiếp tục sống cuộc sống như hiện bây giờ.